Enshop hân hạnh giới thiệu audio chuyện ở Enshop qua giọng đọc Lan Trinh. Ai bảo là con gái không được mê chế cháo? Là một nữ sinh viên ngành kế toán, ra trường, nàng giàu làm cho cửa hàng tới nay cũng gần 2 năm, hàng ngày được tiếp xúc và làm việc chung với các anh kỹ thuật điện tử đẹp trai, nhiệt tình, lại giỏi chế cháo. Mưa dầm thấm lâu, rồi điều gì đến cũng đến, nàng nảy sinh tình yêu giới. Đồ điện tử từ lúc nào không hay, Nhờ thế mà mỗi ngày đi làm là một ngày vui, niềm đam mê chế cháo cứ thế lớn dần. Giờ đây, thời gian rảnh của nàng chỉ dành để tìm tòi, nghiên cứu mà chẳng màng đến giái dốc, phấn son. Đó là Hạnh, một trong những nhân viên nữ hiếm hoi của điện tử N shop. vài lần qua cửa hàng, tôi có quan sát thấy Hạnh hay hiếu kỳ, hỏi han các anh kỹ thuật về chuyên môn điện tử, dù công việc của Hạnh là về kế toán. Tò mò hỏi thăm, được biết cô gái ấy vốn là một người rất thích trồng rau trồng hoa, nhà ở hóc môn cũng có mảnh giường nho nhỏ, nhưng cả nhà sáng đi sớm, tối về khuya, không có thời gian tưới cây thường xuyên. Hành trăng trở và mong muốn có một dàn tưới nước tự động cho khu vườn nhỏ. Nghĩ là làm, vừa hay cửa hàng có sẵn độ điện tử và có sự hướng dẫn nhiệt tình của các anh kỹ thuật, cùng với quá trình tìm tòi nghiên cứu, học hỏi thêm, Hành đã tự mình làm được hệ thống tưới nước tự động cho khu vườn nhỏ của gia đình. Nhờ vậy mà giờ đây có thể yên tâm đi làm cả ngày không lo cây khô thiếu nước có được thành quả đầu tay, thấy khoan khoái trong lòng, hạnh hào hứng làm thêm vài món đồ tự động phục vụ cho sinh hoạt trong nhà. Đợt dịch vừa rồi, thấy cửa hàng có lắp máy khử khuẩn tự động, cô nàng cũng mua đồ về chế một chiếc đặt ngay cửa cho người thân sử dụng, vừa tiết kiệm nước sát khuẩn, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả nhà. Nghe bảo được mọi người khen quá trời, ai mà nghĩ thân con gái cũng làm được mấy đồ kỹ thuật xưa nay vốn chỉ thuộc chuyên môn sở trường của đàn ông con trai. Câu chuyện của Hạnh làm tôi nghĩ tới chuyện hồi bé. Trong xóm đám con trai tụi tôi, suốt ngày chỉ mê dọc máy móc điện tử. Được mẹ mua cho con robot đồ chơi hay chiếc xe điều khiển là tháo tung ra để tìm hiểu xem bên trong có gì, tò mò xem nó hoạt động ra sao. Không ít lần cả gan bác bệnh cho quạt điện, TV, loa đài. Cũng nhờ thế mà bao nhiêu đồ điện tử trong nhà đều lần lượt ra hết dựa ve chai. Lớn lên tí, tập tành chế cháo, biết là lét trái tim tặng bạn gái, Biết làm máy đánh trứng cho má, làm điều khiển bật tắt từ xa cho ba, rồi yêu thích và theo học ngành điện tử, đến nay vẫn làm và cháy hết mình với đam mê ấy. Còn các bạn nữ xung quanh, hồi nhỏ hay mê búp bê, nấu ăn, theo thùa, lớn lên được định hướng theo các công việc xã hội nhẹ nhàng bạn giấy như giáo viên hay văn phòng để có thời gian chăm lo gia đình, con cái. Vì thế, ngành kỹ thuật mặc nhiên không được xem là dành cho nữ, nó là nghề của con trai các ngành kỹ thuật điện tử, xây dựng, kiến trúc bây giờ cũng rất kén nữ sinh dù nhà tuyển dụng không nặng yêu cầu về giới tính. Phải chăng là do các em lựa chọn theo khả năng, sở thích hay do định kiến về giới đã ăn sâu? Trên thực tế, mỗi người có một nét đặc sắc riêng, không ai giống ai. Không cứ là nam thì phải mê ô tô, bóng đá, là nữ thì phải mê may giá, nấu ăn. Mỗi người sẽ bén duyên và thành công ở một lĩnh vực riêng, khó mà đoán định. Dù là nam hay nữ, dù là công việc gì đi nữa, chăm phòng hay kỹ thuật, kế toán hay công trình, miễn là có sự yêu thích và cháy hết mình vì công việc, đầu tư nghiêm túc cho nó, rồi nghề sẽ không phụ mình. Vấn đề là không phải ai cũng biết được mình thích cái gì để lựa chọn đúng ngành nghề lúc 18 đôi mươi, trước ngưỡng cửa đại học. Đa số chúng ta có xu hướng chọn ngành học theo số đông và chọn nghề theo thời cuộc, chứ không quan tâm tới sở trường hay đam mê của mình. Thế nên phải thử, phải làm tiếp xúc đủ lâu rồi mới biết mình thích gì và khả năng mình tới đâu. Tôi không thích quan niệm hay định kiến của xã hội rằng phụ nữ chân yếu tay mềm chỉ phù hợp môi trường nhẹ nhàng, pha trà rót nước mà không thể làm việc liên quan kỹ thuật bởi kỹ thuật là việc tay chân, đòi hỏi sự chuyên tâm, tỉ mỉ. Đúng, cái mà phụ nữ thiếu đa phần là sự chuyên chú, tập trung. Trong khi một người đàn ông thích điện tử, đến 42-50 tuổi anh ấy sẽ vẫn còn chơi, còn với phụ nữ lại khác, nay thích một thứ, mai quan tâm một điều, ngày kia lại hứng khởi với khía cạnh khác. Nhưng cái mà phụ nữ hơn ở đàn ông là sự tinh tế, tỉ mỉ, có óc sáng tạo cùng khả năng đa nhiệm. Đó chẳng phải là những tố chất mà bất cứ ngành nghề nào, đặc biệt là ngành kỹ thuật phải có hay sao. Trời sinh ra phụ nữ cũng đủ hai chân hai tay, thế nên chỉ cần có đam mê, hứng thú và nghiêm túc học hỏi thì không gì là không thể. Là con gái thì sao chứ? con gái vẫn có quyền đam mê robot, có quyền hiện thực hóa đam mê của mình. Ai bảo là con gái thì không được mê chế cháo?